Đây là một con bói. Nuôi này đã 2 năm rồi nó mới chịu nổi nha anh em. Con này thì thúc lên là nó nổ thôi. Chờ cho nó ngủ với con mổ đất. Mới nổi lên rồi, chưa xem mà lông nhũ tập. Con này mà móc găng cây nó thì gáy lên thì nó đổ một ngày không biết bao nhiêu chàng nha anh em. Không biết mà mốt sen ra rừng tập như thế nào đây. Để quế như chim rồi, đất quế thân rồi. Con này là mới đi đánh 2 ngày vừa. Có chồng á, vô uống nước chè chờ anh quay cu mùa đất đây nè. Bè cục máu nổi ở dưới kia.
Rồi. Đây là một con thổ khoai đông mọc hậu tốt tướng, nước thì thấy chim vừa mới cá dặm lót lót, còn rớt xuống là chỉ biết là gù thôi. Con này thì quá thân dưỡng rồi, sen quay lập trời đất thì khi nó vừa chung quay chưa hết cái lập là nó để giống rồi, hạt thúc rồi. Tiếng con này thì nói chung là tiếng giống của nó rất là tốt. Con này thì đi chơi là không cần phải bẹo nữa, thẻ đây là gây gọi suốt thôi, rồi vừa là bắt chim thôi. Chân giống con chim này thì nghe rất là đẻ. Còn con này thì chim rớt xuống thì chỉ biết ngủ thôi. Quá thân rồi. Mình xem kỹ đeo mặt nè, màu lông đó sậm rất là bền, đặc biệt rất là sát bối. Chào tất cả nhà đang xem cái video này của mình nha. Chào anh em.